Đúng đó vậy kìa. Mà đứng ngó cả nhà ơi. Hello, xin chào toàn thể của chú anh chị, các bạn đã quay lại kênh YouTube của Sông Mai Vlog nha cả nhà. Thì hôm nay thì tôi sẽ quay lại căn nhà hoang nơi mà có cô gái áo đỏ. Thì video này thì cũng rất là nhiều cô chú mình mong chờ để xem lại cái lần này. Thì cũng do thời gian vừa qua thì mình cũng không có thời gian đến được, cũng như là cũng có nhiều việc không có đến được. Ok, thì mình thấy nhiều bạn cũng trong video lắm nên mình cũng hôm nay quyết định sẽ đến đó. Lý do là mình ngồi tới đây mình nói chuyện với người trước á, là do là đến đó mình nói chung là không có tiện để việc mình nói chuyện với nha. Thì ok, thì rất là mong mọi người theo dõi kênh nha, cũng như là đồng hành cùng với Tú nha cả nhà. Thì bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu đi đến đó, và hôm nay thì nói chung thì cũng nhiều anh chị các bạn yêu cầu mình đến, nếu mà có gặp á, thì thử lại chạm nó xem như thế nào. Thì mình cũng không biết là có dám đến chạm nó không nữa, mà không biết là hôm nay có gặp được hay không nữa, cũng chưa biết nữa. Thì cũng khá là mơ hồ mọi người, tại vì mình không có chắc chắn, không có gì chắc chắn cả. Thôi ok, thì bây giờ mình sẽ đến đó cả nhà. Bây giờ mọi người cũng đi theo mình nha, và trải nghiệm cùng mình. Thì mọi ý kiến của người nhớ comment phía dưới, đừng quên like và chia sẻ để kênh của mình phát triển cả nhà. Thì ok, đi cả nhà. Ok cả nhà, bây giờ mình tới là mọi người ở trước mặt không? Trước mắt mọi người là căn nhà hoang, là nơi cô thấy nhiều lần con gáo đỏ đó. Hôm nay thấy rồi, có cái sổ thấy không ta? Không thấy người.
Nó yên lặng quá ha. Cho xuống. Mới thấy nó chồng đó mọi người. Đứng đó vậy kìa. Mà đứng đó cả nhà ơi. Như dầm bệnh.
không ta, tiền người ta. Đây mà ta. Mình đứng bên kia mình pha, mình thấy nó đứng đây nè. Đứng đâu? Ở đâu có tiêu rồi? Kiếm cắn gì đâu vậy? Ông chích đi. Thiêu à, có số quá. Nghe này, nhưng bây giờ mình gặp nó ở trong nhà, ở trong nhà một lần, ở bên hông nhà. Thì còn lại bây giờ mình sẽ cho sổ á. Chó sủa, nói chung là có một cái áp lực nha, mình không biết là nó đâu mà chó sủa quá trời. Thì người ta thường nói là chó sủa là lúc đêm như thế này á, mà chó sủa là có ma. Uống gì vậy? Mình không đổ một hơi hộp. Ok, bây giờ mình sẽ đặt camera cả nha. Thank you.
chó nó sủa hoài. Ok, hôm nay để đăng cày cho lớn lớn xíu đi. Mình đó cũng khá nhiều đăng cày. Giờ đăng cày mới cháy á, nó còn tối. Lên sáng rồi. Tiếng gì vậy? Đó. Tiếng gì sột sạt sột sạt.
Vũ Long luôn cả nhà, trái Vũ Long luôn. Ok, giờ sẽ đến như thế này mình đi ra ngoài mọi người.
Yeah.
Thì coi không cả nhà ơi. Cái đèn đây chứ. Ủa, cái đèn cày này không rớt rồi ta.